Bây giờ mọi chuyện rắc rối rồi. Anh đã biết rằng chị của anh là người đứng sau sai người tấn công anh. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây anh? Hay chúng ta tới đồn cảnh sát, nói cho cảnh sát biết mọi chuyện. Không, Vít Gia, không. Em không hiểu gia đình anh đâu. Em vẫn không hiểu chuyện xảy ra. Tại sao tới giờ chị ấy vẫn thoát? Hả? Vì mọi bằng chứng đều đã bị chị của anh đi sớm hơn một bước thiêu hủy hết tất cả. Vít Gia, anh nghĩ cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là tìm bằng chứng thuyết phục. Nhưng mà thật không may, những chứng từ quan trọng anh đã để tất cả cho chị ấy đứng tên hết rồi. Nhưng mà anh sẽ nghĩ cách để hủy bỏ ủy quyền. Nếu thành công bước đầu tiên, bước kế tiếp mới êm đẹp. Chắc là lúc quyết định làm như vậy, chị của anh đã quên mất anh rồi. Nhưng mà chuyện cần làm, anh buộc phải làm. Sao có thể tìm bằng chứng đi? Em thấy không dễ chút nào. Chúng ta sẽ tìm ra các bằng chứng, mọi thứ. Đừng lo, anh sẽ lo liệu hết. Tôi cảm thấy không ổn rồi dì à. Vẫn chưa có tin tức gì của Sanga hết. Em ấy vẫn chưa gọi điện về. Tôi đã cho người đi điều tra rồi, nhưng mà đều không có kết quả. Không ai trong số bọn họ tìm ra tung tích của em ấy. Không biết bây giờ Saiga đang ở chỗ nào nữa. Tôi đã nhiều lần ngăn cản thằng bé, không cho nó gặp Vít Gia rồi, nhưng mà Saiga không chịu nghe lời. Con bé đó vốn dĩ không đáng tin tưởng. Nếu chẳng may Saiga bị nó làm hại thì chúng ta phải làm sao đây? Shindura, con đừng nói tới mấy chuyện đó có được không? Con càng nói gì càng lo hơn nữa. Đầu óc của tôi đang rối bời đây nè. Không đó tôi sẽ phát điên lên mất. Saga ơi, sao cô lại đến đây? Tôi phục sự dũng cảm của cô lắm rồi đó Vít Gia. Cuối cùng thì cô đủ can đảm bước vào nhà của tôi rồi. Nhưng mà tại sao vậy? Cô đến đây làm gì? Em trai của tôi đâu? Em trai của tôi đang ở đâu? Nói đi con gái, Saga ở đâu? Con có gặp Saga không? Nó có tới tìm con không? Giờ nó ở đâu? Chị dâu à, anh trai đã đi tìm chị. Chị gặp anh ấy chưa? Cô ấy không thể nói được đâu. Chị sẽ trả lời giùm cho em. Vít Gia đang giam giữ Saga, và bây giờ cô ấy tới nơi này để ra điều kiện. Nói đi, nếu không tôi sẽ giết chết cô ngay tại đây. Saga đâu rồi? Saga. Là con nè, sao ai cũng nhìn con. Nhìn thấy con về nhà, mọi người phải vui chứ. Saga, Saga, dạ. Con, hôm nay con làm sao vậy? Dạ. Sao con đùa giỡn như vậy chứ? Lại còn
mặc bộ đồ này. Sao là sao? Con mặc bộ đồ này với cái nón này. Ở đây con thích nó mà. Mẹ. Chắc là mẹ quên sở thích của con rồi. Mọi người sao vậy? Saga ra tấp sinh đây nè. Jinu, anh Saga nè. Em còn nhớ trước kia anh từng ghi 6 điểm. Nói về chuyện khác không biết, nhưng mà nói rít gịch thì anh là chuyên gia đó. Mọi người chắc cũng biết chuyện này đúng không? Thôi mà làm ơn cười đi. Cười đi. Jinu mẹ, lúc nãy anh vừa gặp chuyện, lúc anh đi trên đường về nhà gặp ông mập ơi là mập, ổng bịt miệng anh lại như vậy. Sau đó một đám người kéo tới đánh chỗ này đánh chỗ kia. Mọi người hãy cười đi. Là chính cô ấy, cô ấy đã giúp anh đuổi họ đi còn đưa tôi về nhà nữa. Chị Jin ra, em là Saga ra tấp xuyên, em trai bé nhỏ dễ thương của chị nè, nhớ không? Tốt quá. Chị, em sợ dữ lắm. Em sợ lắm luôn. Em sợ không gặp chị, em sợ không còn cơ hội chơi với chị. Em nhớ chị, em nhớ chị nhiều lắm. Chị là cô gái này đã đưa em về. Hay là chị cho cô ta chút tiền coi như trả ơn được không chị? Được. Được. Em không có thích cổ luôn giữ bộ mặt suốt ngày lúc nào cũng khóc hết. Em không có muốn cái người như vậy ở nhà em. Đuổi ra đi, cho tiền rồi đuổi. Chị biết phải làm sao rồi. Em mệt mỏi cả ngày nay. Bây giờ mau vào phòng nghỉ ngơi cho lại sức đi. Chị sẽ đuổi cô ấy đi ngay mà. Chắc không? Chắc chắn. Giao cho chị đó, em đi ngủ đây. Tạm biệt. Hey. Mẹ, con bắt gặp anh ấy trong tình trạng hỗn loạn ở Banaras. Con đã nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện. Con cũng không biết tại sao, nhưng anh Saga lại trở về như trước đây rồi. Sao lại như vậy? Mình chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Mình cứ nghĩ mọi thứ cản đường đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cứ tưởng đám người đó đã giết chết Saga và Vidya vĩnh viễn rời khỏi nhà này. Nhưng mà cả hai đều đã trở lại. Cả hai đứa đó, tình hình cũng không đến nỗi quá tệ hại. Dù Saga còn sống trở về, nhưng mà nó đã bị điên. Mình có thể khiến Saga biến mất khỏi thế gian này bất kỳ lúc nào. Nhưng trước tiên mình phải nghĩ cách nào đó để đối phó với Vidya. Nó ở đây ngày nào thì ngày đó mình không thể thành công được. Nó sẽ phá hỏng hết. Mình không thể để chuyện này xảy ra được. Kế hoạch của mình buộc phải thành công. Cho nên cách nào mình cũng phải sử dụng. Vì mình là người bắt đầu cuộc chơi, cho nên mình phải là người kết thúc nó. Chuyện gì vậy Saga? Chị, em trốn ở sau cửa nãy giờ. Em nghe chị nói kết thúc trò gì đó. Chị muốn kết thúc chuyện gì?
À, chị muốn kết thúc trò gì? Chị nói nhanh đi, nếu là trò chơi thì cho em chơi chung với. À, đi chị. Là công việc. Công việc thôi mà. Chỉ là chị còn nhiều việc cần phải giải quyết mà thôi. Mà nè, em còn cần gì không? Không. Chỉ là chỗ này thay đổi nhiều quá. Ê, phải rồi, chị ơi, đồ chơi của em đâu? À, nào là sư tử, mấy bay trực thăng, em không thấy chúng đâu hết chị ơi, mất tiêu rồi. Saga, chị nghĩ những thứ đó chỉ ở trong phòng của em thôi. À, chị đi cùng em có được không? Không được, chị còn phải làm việc nữa mà. Chị, Saga. Bô. Saga. Chị, cảm ơn chị. Ủa, chị, sao cô ấy ở trong phòng em? Sao? Cô ấy là trộm. Cô ấy làm gì trong phòng em? Cô vô phòng tôi làm gì? Tính trộm đồ có phải không? Ăn trộm. Thì ra là cô ăn cắp. Cô đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Cô đi khỏi nhà của tôi đi. Chị đừng có im lặng nữa, chị đuổi cổ giùm em đi. Đuổi. Ê, cô không được ở trong phòng tôi. Đi, tôi không muốn thấy cô nữa. Đi ra khỏi phòng tôi, nhanh lên. Đừng ở đây nữa, nghe chưa? Đi. Ê, chị, chắc cái cô đó vô phòng em để lấy trộm đồ chơi của em đó. Em phải kiểm tra. Đâu rồi? Đồ chơi đâu hết rồi? Cái áo này. Cái này của chú mà. Sao nằm đây? Chú quả là có mắt chọn đồ á. Đồ chơi đâu? Saga, chị cất đồ chơi ở một chỗ an toàn rồi. Là chị cất của em. Chị sợ Vít Gia lấy đồ chơi cho nên cất, có phải không? Chị biết Vít Gia là tên trộm. Chị của em thông minh quá luôn á. Vậy là chị giữ đồ chơi của em. Chị cất con hổ, con sư tử với máy bay trong phòng của chị hết luôn. Chị giỏi quá. Được rồi, bây giờ em đi ngủ một chút. Vidya, cô định tìm Saga sao? Dạ, em tìm anh Saga hỏi coi nấy có cần gì không. Đây là gia đình họ ra Táp Sinh. Cho dù Saga có cần gì thì chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cho nó. Hơn nữa, chúng tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà này từ lâu lắm rồi mà. Cô không cần thiết phải ở lại đây. Em không ở lại vì bản thân em. Em quay lại vì muốn chăm sóc cho anh ấy. Saga thậm chí không thể tự về nhà mà. Cô nói rất đúng. Saga không thể nào về nhà một mình. Nhưng giờ về rồi, vậy thì cô yên tâm đi. Vít Gia không đi đâu hết. Lần trước dì giữ im lặng và dì nhận ra đó là sai lầm. Đáng lẽ ra khi Vít Gia bị đuổi khỏi nhà, dì không nên đồng ý để con bé đi. Khi Vít Gia đi, dì mới biết tình cảm Saga dành cho con bé ra sao. Saga trở nên buồn chán và thằng bé không thể nghĩ chuyện gì khác ngoài Vidya. Và tại sao nó tới Benares là để đón Vidya, nên con bé phải ở lại đây. Đúng. Saga đã mang Vidya trở về nhà và thằng bé lại trở bệnh. Dì cũng thấy rõ rồi đó.
Con không nói sao? Con nói nhiều lần rồi, con cảnh báo rằng cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ làm hại Saga thôi mà. Nhưng không một ai nghe con nói. Giờ thì dì nhìn thấy chưa? Em trai của con ngày hôm nay lại trở thành một Saga điên điên dại dại, không khác gì với Saga trước đây hết. Con biết rõ tâm địa của cô gái này. Cô ấy đang tìm đủ mọi cách để lấy lại vị trí chủ quản nhà này thôi. Dì không tin Vít Gia có thể làm chuyện đó. Dì cũng biết hiện giờ trong nhà này, những gì con nói không ai tin đâu Shindura. Bởi vì lúc Saga bệnh, Vít Gia đã giúp thằng bé khỏe lại, nên Vít Gia không thể hại Saga. Hơn nữa, trong lúc không ai trong chúng ta biết Saga ở đâu thì Vít Gia đã mang thằng bé về. Nhưng bây giờ Saga không còn thích Vít Gia nữa. Thằng bé không biết Vít Gia là ai hết. Con cho rằng thằng bé sẽ không bình phục được nữa sao Shindura? Vì tin Saga sẽ sớm khỏe lại và sớm nhận ra Vít Gia thôi. Thằng bé sẽ khỏe lại. Không, Vít Gia phải ở lại đây. Là vì Saga và cũng vì hạnh phúc của gia đình chúng ta. Đúng rồi, quyết định như vậy đi. Vít Gia cũng đâu tới nỗi quá tệ. Con còn mặt mũi nào xin tha thứ? Con đã nói dối, và đó là sai lầm lớn nhất trong đời con. Con đang mang thai. Con biết rằng mẹ rất đau khổ vì chuyện này. Mẹ có thể tha thứ cho con được không mẹ? Con gái mẹ cũng có lỗi và mẹ cũng muốn được con tha thứ. Vào lúc đó, mẹ quên mất Vít Gia thật sự của mẹ, mà mẹ chỉ thấy lỗi lầm của con. Con hãy tha lỗi cho mẹ. Đã lâu lắm rồi con không được mẹ ban phước lành. Đúng vậy Vít Gia, chị nên nghe lời mẹ chồng chị đi. Thật đó, chị tin em nha. Chị dâu, em nghĩ kể từ đây có chị ở nhà, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Đi thôi. Yeah, 99 tới 2 luôn. Có gì đâu vui. Cậu chán rồi, mình chơi trò khác đi. Quý ngài Ấn Độ chế, đem đồ chơi cho em. Quý ngài Đại Dương, mẹ không có ở trong phòng đâu. Mẹ làm việc trong văn phòng rồi. Anh cậu sẽ qua bên đó tự đem đồ chơi. Chuyện qua gì à? Là hai người. Anh có muốn chơi chung với tụi anh không? Muốn chứ. Được, cảm ơn. Nhưng mà ở đây, đây là ai? Cô ấy là vợ của em, giống như chị Vít Gia vợ của anh thôi. Em là Salu. Salu á. Salu, giống cà chua. Anh chỉ giỡn thôi. Em đừng có nhắc tới Vít Gia, nghe chưa? Anh không thích người đó chút nào hết. Một lát nữa hả, anh sẽ nói với chị Shindura kêu đuổi cô ra khỏi nhà đó. Nhưng Salu có thể ở lại với điều kiện em ấy chơi chung với anh. Được, em đồng ý. Vậy anh đi lấy đồ chơi. Mình chơi trò rắn leo thang đi. Chị dâu à, chị đừng để ý những lời nói của anh ấy. Chị cũng biết rồi đó, trước đây anh ấy cũng vậy mà.
Chị cứ yên tâm đi. Em, Salu và Barat sẽ giúp chị xóa bỏ khoảng cách với anh Saga nhanh nhất có thể. Anh chuẩn bị giấy tờ ủy quyền cho tôi. Hôm nay tôi sẽ chuyển quyền sở hữu cho chị ấy. Em suy nghĩ kỹ như vậy Saga? Nghĩ kỹ rồi. Không được lãng phí thời gian. Mình phải nhanh chóng tìm ra giấy ủy quyền. Em nghĩ là chúng ta phải thích nghi lại giống như từng làm trước đây. Chúng ta sẽ phải làm bạn với anh ấy. Chị vô sao vậy? Không sao đâu, chờ chị một lát. Em lỡ tay. Cho em xin lỗi. Chị. Đang làm gì ở đây vậy? Chị, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây đi. Lại đây chị. Nhanh lên. Em đồ chơi, em tìm hoài không có thấy đâu hết á. Em kiếm phía sau giường, kiếm dưới cái ghế, rồi mở cái tủ đó ra. Em mở tủ của chị ra sao? Thì em tìm đồ chơi mà, em muốn chơi lắm. Chị đã nói là sẽ tự mình mang đồ chơi đó đưa cho em hết rồi mà Saga. Ai cho em mở tủ của chị vậy? Chị ơi, làm ơn đi, chị xin đưa ra. Nghe chị nói đi nè. Em muốn có đồ chơi. Được rồi, nghe chị nói nè, chị sẽ đưa cho em với bài hứa là kể từ giờ trở đi. Chị mau trả đồ chơi cho em đi. Không được phép mở tủ của chị nữa nghe chưa Saga. Con quyền này không hề tốt, em có biết không? Tin làm như vậy nữa mà chị xin em đó. Hay để cho em lấy đồ chơi cho anh được không? Cô thật sự có đồ chơi hả? Phải. Em nên đi không? Em đi đi. Cô có trúng thiệt sao? Cô biết đồ chơi của tôi cất ở đâu hả? Có đúng không? Em có trúng thật mà. Ăn cơm xong anh sẽ cô đưa. Cô có sư tử, voi, máy bay và mấy em món khác. Em có thật nữa. Mà, có đủ hết. Chào chị, yêu chị. Mình đi thôi. Em nhớ thôi. Là phải có máy bay, đúng sư rồi, tử, em có mà. Hổ, voi. An tâm nữa. Đi. Giữa kịch diễn ra quá lâu rồi. Phải nhanh chóng tìm cách mới được. Saga. Dạ. Qua đây. Ê, chị. Chị đang làm gì vậy? À, chị đang lau súng đó mà. Súng? Là súng lục. Giống như cây súng em thường chơi phải không? À đúng rồi, cái này giống lắm luôn. Em chưa có mua loại này, chị tặng em hả? Cảm ơn. Không được rồi. Cây súng này không thích hợp để em chơi đâu. Vì nó là súng thật đó Saga. Rủi mà có ai bị thương thì tính làm sao đây? Vì lẽ đó nên chị không thể đưa cho em chơi được. Nhưng mà em muốn chơi với nó, chơi một chút cũng được mà. Em hứa không có làm hư. Chị nói rồi mà Saga, đừng bướng bỉnh nữa có chơi. Được không em vậy Saga? Em chơi rồi anh trả lời liền. Chị thua em rồi.
Nhưng mà chỉ lần này, lần này thôi nghe chưa? À, rồi, em hứa mượn lần này thôi, không có lần sau đâu. À, nha. Sao chị ấy lại đưa mình súng có đạn chứ? Thật ra chị ta muốn làm gì? Cho em. Chị, một phút thôi. Em lấy đi nè. À, nhưng sao chị lấy đạn ra rồi? Nếu chị đưa cho em khẩu súng có đạn thật, lỡ như trong lúc chơi đùa xảy ra chuyện gì, em lỡ làm ai đó bị thương rồi sao? Không tốt chút nào hết đúng không? À, để đảm bảo an toàn nên phải lấy ra. Được rồi, nè, cầm lấy. Nhưng mà chị, em thích súng phải có đạn á. Saga, đi, đi mà chị. À, Chinu, hỏi ba Rách thử coi thằng bé có đạn giả không. Hình như có. Em đi lấy viên đạn rồi để vào đây, đưa nó cho Saga nha. Được rồi, em sẽ đi lấy ngay. À, đưa em. Đây nè. Cảm ơn. Rồi, đã có đạn, cho anh tha hồ chơi luôn. Yeah. Anh bằng chú. Chết, chết nè, bằng chú, bằng chú. Dưới họng súng này, đừng hòng sống sót. Thật là tự hào. Thì ra em trai của chị là chàng cảnh sát dũng cảm. Nhưng mà ngài cảnh sát à, để có thể mang về thật là nhiều chiến thắng vinh quang, em cần phải sử dụng bộ não nữa. Phải. Vậy cho nên em phải uống thật nhiều sữa mới được. Em hiểu chứ? Đây, ngài cảnh sát uống nhanh đi rồi còn chuẩn bị cho cuộc chiến nữa. Đưa xuống đây để chị giữ dùng một lát nha, được không? Em ngồi xuống đây rồi uống sữa thật ngoan nào. Yên tâm đi, chị sẽ giữ thật tốt cho em mà. Cảm ơn chị. Uống xong rồi, chuẩn bị chơi tiếp. Đây, của em nè. Cảnh sát Saga. Dạ. Nói cho chị nghe thử, mục tiêu lúc này của em là ai vậy? Em không giới hạn mục tiêu. Saga ra tấp xin có thể bắn bất kỳ người nào và bất kỳ lúc nào, phải không? Vậy để chị tìm thử một người. Nhưng mà là ai đây? Ai đây? Ai đây ta? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Có rồi. Đó chính là đối tượng của em.
Không phải em nói là muốn bắn Vít Gia hay sao? Cô ấy đang đứng trước mặt của em. Đã tới lúc rồi đó. Em bóp cò đi. Bắn đi. Bắn đi nào Saga. Để coi thử em bắn giỏi tới cỡ nào. Em làm ngay đi. Bắn đi em. Người nào hoảng sợ nên thì coi như thua cuộc. Nhìn chị kìa, chị xanh mặt rồi, chị sợ rồi. Đúng là chị rất sợ. Yeah. Nhưng em đã nhắm vào nhầm người rồi Saga. Em chỉ nên tấn công kẻ địch. Còn chị là chị của em mà. Vậy thì ở trong nhà này, ai mới là kẻ thù của em đây? Ai? Bắn đi. Tại sao trông cô ấy hoảng sợ quá? Chỉ là đồ chơi thôi mà. Hay là có gì đó không ổn? Bắn. Chị dâu. Chị dâu, chị có bị sao không? Mà ơi, mà không bị gì chứ. Vít Gia, chị có sao không? Không sao. Không sao. Chị không có bị gì cả. Thật là may quá. Nhưng súng đồ chơi lại tạo ra âm thanh như vậy. Thậm chí nó còn làm dở tấm ảnh nữa kìa. Rõ ràng là đạn giả mà. Đây là viên đạn thật. Sao? Là đạn thật sao? Tại sao nói lại ở đây? Chuyện này bọn chị phải hỏi em thì mới đúng chứ Chinu. Chính em là người đi lấy đạn mà. Vít Gia có thể bị em giết trong trò chơi này rồi đó. Đạn thật là từ đâu ra đây? Làm sao mà em biết được chứ? Em chỉ lắp đạn giả vào thôi mà. Thôi đủ rồi. Chị không thể nào chấp nhận chuyện này được. Dù là em không hề cố tình, nhưng việc này cũng là do em làm mà. Đáng lẽ ra em nên kiểm tra viên đạn cho thật là kỹ. Mém chút nữa, trong nhà này đã có người chết dưới tay của Saga rồi đó. Em có nhận ra rằng sai lầm này nghiêm trọng tới mức nào hay chưa? Lỡ như mà em của chị Saga, không sao rồi Saga? Không có chuyện gì hết. Em trai của chị dũng cảm lắm. Saga Ratapsin là chàng cảnh sát dũng cảm nhất. Không sao đâu, có chị bên cạnh bảo vệ cho em rồi. Em không cần phải sợ gì hết, em hiểu chưa? Vít Gia cũng không bị sao hết mà, cô ấy an toàn rồi. Không ai ở trong nhà bị thương hết, em đừng sợ nữa mà Saga. Saga. Chị, chuyện này là sao? Em đâu có làm gì, tại sao họ la em? Tại sao trong súng có đạn em đâu biết? Em không có làm sai chị mà. Chị có biết không, Vít Gia lúc nào cũng mang rắc rối cho em, lúc nào cũng vậy. Tại sao, vậy hả? Em nhớ trong súng đâu có đạn, tại sao ai cũng la em hả? Chị ơi, chị đuổi con đi, Vít Gia, tất cả là tại Vít Gia hết. Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ ngủ một chị, em sợ lắm. Sao lại như vậy được? Từ nhỏ Saga nổi tiếng là người ngắm bắn rất tốt. Mục tiêu gần như vậy, sao thằng bé lại ngắm trật được? Có gì mờ ám hay không đi? Chị hy vọng Saga không dùng kế giả đi để lừa gạt mọi người. Trong khi thực tế, nó nhận thức được mọi thứ ở xung quanh.
nón của Saga. Tại sao lại ở trong này? Saga, em ở đây làm gì vậy? Em tìm mà không thấy đồ chơi. Em kiếm kiếm phía sau giường, kiếm dưới cái ghế, còn mở tủ ra nữa. Saga, em mới mở tủ để tìm mấy món đồ chơi. Hay hay là hy vọng là chị ta không nghi ngờ gì cả. Có lẽ từ giờ tất cả hành động của mình phải cẩn thận hơn một chút. Chị Sindura không biết rằng mình đề nghị qua phòng giấy ngủ mục đích là để lấy lại giấy tờ ủy quyền. Nhưng mà theo tình hình này, chắc là việc lấy lại giấy tờ sẽ không hề đơn giản. Nhưng không có giấy ủy quyền thì mình không thể làm gì hết. Không thể làm gì để chống lại chị ta hết. Vidya, em hãy cầu nguyện thần Sambuna. Xin ngài ấy hãy tha thứ cho những sai lầm mà anh đã phạm phải. Ngài chỉ nghe lời cầu nguyện của em thôi. Nói đi Vidya. Anh không có làm cái gì sai cả Saga. Anh xin lỗi Vidya. Xin lỗi Vidya. Thật lòng anh không muốn ngắm vào em. Anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Anh buộc phải làm vậy. Anh hướng mũi súng vào ảnh của chị Sindura, rồi anh nổ súng. Nhưng mà anh đang nói gì vậy Saga? Tại sao anh là thủ phạm được chứ? Em biết lúc đó anh không cố tình làm vậy đâu, đúng không? Em thừa nhận là em rất sốc. Nhưng nhìn mắt anh, em không còn sợ gì nữa. Vì em biết một điều, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em không sợ bất cứ chuyện gì. Và hơn nữa, anh chỉ bị ép buộc, phải không anh? Lúc đó anh sợ lắm Vidya. Giờ nghĩ lại chuyện đó, tay của anh vẫn còn run đây nè. Em có biết gì không? Anh đã nghĩ hay là mình bỏ kế hoạch này luôn đi. Anh muốn cho nó xuống địa ngục, không tiếp tục làm anh nữa. Anh nói gì vậy Saga? Bộ anh không nhớ chúng ta đã suy nghĩ nhiều thế nào khi thực hiện kế hoạch này hay sao? Dù chúng ta có làm gì thì cũng vì gia đình của tụi mình thôi. Vì lợi ích sau này của gia đình, chúng mình phải cố gắng nhịn nhục thêm một chút nữa. Và em tin tương lai sắp tới của chúng ta sẽ không phải hối hận. Anh tin thần linh trên trời đã gửi xuống nhân gian một thiên thần với hình dạng con người để tặng cho anh, giúp đỡ cho anh. Em là vợ của anh. Em chính là con khỉ, con bò, con voi, đồ ngốc nghếch. Cô là đồ ngáo. Tôi không muốn cô trong phòng tôi nữa. Ra ngoài đi. Đi khỏi phòng tôi. Đồ ngốc. Quý ngài đại dương, sao cậu lại cãi nhau với mợ? Làm ơn đi. Cậu không có thích cô gái này. Cậu không có thích cổ đâu. Em không hiểu. Nếu anh ghét chị dâu nhiều như vậy, tại sao anh vào phòng này chi? Đồ chơi hay quần áo của anh đâu có ở đây đâu. Vậy anh vào đây để làm cái gì chứ? Là bởi vì đây là nhà của anh. Bởi vì đây là nhà của anh cho nên anh có quyền đi vào phòng bất kỳ ai. Dạ,
anh sẽ mét chị Sinu ra cho coi. Các người chờ đó, đúng là đồ con bò ngu ngốc. Xin lỗi mợ Vidya, con không biết tại sao cậu Saga lại hành xử như vậy nữa. Nhưng mà mợ không cần lo đâu, con và cậu Chinu sẽ cố khuyên giải cậu Saga giùm mợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít nhất mợ còn có con mà. Mợ biết mà, mợ biết con luôn ở bên cạnh mợ. Con biết gì không? Con chính là sức mạnh của mợ đó. Chị yên tâm đi, em sẽ làm hết sức để biến mọi chuyện lại như cũ. Cảm ơn em, Chinu. Anh ấy bước vào cung điện của hoàng đế tên là Akba. Và anh ấy biết 16 thứ tiếng đó mợ. Sao? Con nói thật sao Barak? Người đó biết 16 thứ tiếng thật không? Dạ, người đàn ông này dám thử thách vua Akba. Thử thách anh ấy đưa ra là nếu bất kỳ ai nhận ra tiếng mẹ đẻ của anh ấy thì anh ấy đồng ý trao tặng toàn bộ tài sản cho họ. Nhưng nếu không thì hoàng đế Akba phải ra một sắc lệnh cho anh ấy trở thành tể tướng đương triều. Thật hả? Rồi sau đó thì thế nào Barak? Sau đó hoàng đế cho gọi Birbal tới bàn bạc. Birbal dõng dạc nói chuyện nhỏ thôi để thần lo. Tối đó lúc cậu ấy đang ngủ say, Birbal lẳng lặng đi vào phòng lấy một con rắn bỏ lên giường. Đúng, cậu ấy nhìn thấy con rắn liền hét lên. Và tất nhiên trong lúc hoảng loạn cậu ấy phải sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình rồi. Tất nhiên Birbal đã nghe tất cả và tìm được câu trả lời của mình. Cảm ơn con trai, con đã giúp mẹ tìm ra cách giải quyết. Sự thật sẽ được sáng tỏ vào tối ngày hôm nay. Con nói đúng rồi đó. Cách tốt nhất để tìm được chân tướng sự thật không phải dùng mưu mẹo gì hết, mà là sự sợ hãi.